phan chưa ngỏ lòng yêu chặt ngõ phan ngõ lòng mơ ngày rồi uống cho thêm uống mẹ cả uống mới uống một bài nhớ ly cơ béo đầy lại chờ hạ tương hôm nay gắm mà uống lần đâu mẹ mang ăn cũng một nhà nhìn câu hoa đeo đi đèn thuận vậy à chớ đã mơ hồi hạ đơn ngờ đợi ngờ cho uốn nơi chớ là lời bao hoa tàn ngả đôi máu bao chi mẹ mà đôi đèn thoáng ngả ai ngả thương chờ nói thần nói ở tha chờ xin đừng nói rồi cho tha uốn mộng hình hơi ăn cũng sao mà cùng mưa răng chẳng đôi đi cũng thoáng mưa ngả ôn thoáng tròn đeo đô lờ làm ăn con khó chứ con à bêu bêu răng chẳng ê ngả ơi ê ngả chê vương rừng vương trái tràng mà em tung đã ăn rồi ai nọ trời ngã răng câu đi thương á nô ngã em ơi à em á ơi chớ mường đôi mà bếp đi có dậy dựng cửa nhà
đâu chị mà anh cũng mô cha nhịp cầu mang lại mà ra hại thuộc nhớ ôi thô la bội thô la hàng ngày cũng đang dẫu na cho bơi thòng na cho vắng thương na dẫu cho răng đi vừa lòng thì thôi à lại ngã cao thoáng na đôi à mình nga xếp lại hầu thuận nga hơi hẹn hôn à đến nga quân nga hà thôi giao liệu hòa giữa nga nghe nhà đi tới nhà quê ta dồn liều bằng khi lối đặt nhà đặt chiếu qua mấy cái đồi đàn đình nà ơi nà mà chơi quê nà chơi dồn với hôn mọi điều yêu thương là giờ em ngã hơn thì đôi à mê ngã thì đều hẹn là chờ bận đó tha ngày nào mình quyết ngã đi ngã chung nhà mất là nhau đi giữa nào cả ngày nào cơm bụi rào ngoài nhà ăn lá trong bên nhau buồn cho thương người ngày nào chờ mà cái đôi nên nó hay đàn mang đôi từng ngày lá hàng dài thuộc ôn thế đôi đời em ngã mới un đi
biết lỗi bởi vì mặt thương nhau đã cả đôi anh cho quên là đi đoạn thoáng cả à hồ mà này trên thật là ổn lá trên thì bộ nhà con cả mà ơn cho em hỏi thật tha để ổn tu lại cho em thôi thường lại hơi thế là chưa nó dẫu mà cả tôn thiên kẻo này nọ à lên mà quen nhớ thôi nhà em lắm nhớ cha mẹ đâu thời đưa cho mình sâu quá thì đôi nhà bên đã mặt đã chết rồi ôn à ơi nhớ lê cả tôi đứng quên đã lỡ hai ôn à bàn quân đeo thôn ngày ồn la hơn mà ta thêm anh ly cờ đã rồi ngồi chưa mắt xong chưa em nuôi ra bế đầu rồi em ơi nghe nhà ở mướn thảm xa phủ binh lạc sơn lá huyền ổn minh đứng quên nơi là thì ý hà tư minh
qua chân uốn nghe bảo lắng em trời hay nào cho đó là nắng nó nửa em nhà uốn nhà biết nữa xong mơ chưa uốn thơi hoài thầm nghe nhà đi tới buồn mà tương ngày mang cả ôn lát đến một ngày thăm quê mình nào chờ ôn nào thời lừa
thương nó hay đối mình chết thiệt chết lời ma thôi dọa thoáng hương là răng chỉ nữa xin cảm ơn ạ. Rồi xin cảm ơn đấy bác Bảy. Báo cáo với các vị đại biểu với lại toàn thể các nghệ nhân với lại tất cả các hội viên của câu lạc bộ hôm nay thì cũng được sự cho phép của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lạc Lương và Ban Thường vụ Hội người cao tuổi xã Lạc Lương hôm nay là cho phép đơn vị được tổ chức cái buổi lễ ra mắt câu lạc bộ Tiếng Mường. Để cho biết thì cũng xin cảm ơn các vị lãnh đạo và toàn thể bà con nhân dân cùng đặc biệt là các nghệ nhân và các đơn vị đã về dự cổ vũ và chia sẻ những cái kinh nghiệm những cái hoạt động hay hay trong các công tác các hoạt động của đơn vị. Để cho biết là cũng bây giờ cũng đi mưa rồi nhưng chỉ tạo điều kiện để các đơn vị lãnh đạo và lực lượng của đơn vị hôm nay đơn vị tổ chức chén rượu để xin mời các vị đại biểu, các lãnh đạo của toàn thể các đơn vị và các đơn vị đây là đài truyền hình của Lạc Thủy, Yên Thủy. Xin mời tất cả các vị đại biểu được toàn thể các hội viên, các đại biểu lãnh đạo, các vị khách quý về nhà ăn của xóm để có chung thân mật với đơn vị ạ. Các bạn phải các ông ở đâu đây.